Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Quý Yên xin mến chúc quý vị có một ngày cuối tuần tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha thay đổi cách thức tiến hành thượng hội đồng giám mục lần tới. Ngày 21 tháng 5 năm 2021, được Đức Thánh Cha phê chuẩn, Ủy ban Tổng Thư ký của Thượng hội đồng giám mục đã công bố một tài liệu hướng dẫn nói về việc thay đổi cách thức tiến hành thượng hội đồng giám mục lần tới, được dự định vào tháng 10 năm 2023. Theo đó, thượng hội đồng giám mục không còn được tiến hành hoàn toàn ở Vatican, nhưng có thể ở từng giáo hội cụ thể ở năm châu lục, theo một hành trình 3 năm với 3 giai đoạn, giáo phận, châu lục và hoàng vũ. Con đường hiệp hành này là điều đã được Đức Thánh Cha mong muốn kể từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài. Tài liệu viết, một tiến trình công nghị toàn diện sẽ chỉ được cách thực hiện đích thực nếu có giáo hội địa phương tham gia vào tiến trình đó. Các giáo hội địa phương chỉ có thể tham gia cách đích thực nếu cơ quan trung gian của Thượng Hội đồng tham gia, tức là các Thượng Hội đồng tại các giáo hội công giáo đông phương, các hội đồng tư vấn và các hội đồng của các giáo hội độc lập và các hội đồng giáo mục quốc gia, khu vực và châu lục. Đây sẽ là lần đầu tiên một thượng hội đồng được tổ chức cả bên ngoài Vatican. Hành trình thượng hội đồng sẽ được bắt đầu tại Vatican với sự tham dự của Đức Thánh Cha vào ngày 9 và ngày 10 tháng 10 năm nay. Giai đoạn các giáo phận. Theo kế hoạch này, giai đoạn các giáo phận sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 năm nay dưới quyền chủ tọa của giám mục giáo phận. Mục đích là tham khảo dân chúa và tiến hành công nghị được diễn ra qua sự lắng nghe toàn thể các tín hữu. Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục sẽ gửi một cẩm nang với đề nghị thực hiện một việc tham khảo ý kiến này, gửi đến cơ quan tòa thánh, hiệp hội các bề trên thượng cấp, dòng nam và nữ, hiệp hội hoặc liên hiệp hội tu sĩ, các phong trào quốc tế giáo dân, đại học hoặc phân khoa thần học. Mỗi giám mục giáo phận sẽ bổ nhiệm một vị phụ trách của giáo phận, như người tham chiếu và liên lạc với Hội đồng Giám mục tại các nước liên hệ. Hội đồng giám mục cũng cử một vị phụ trách hoặc một toán tham chiếu để liên lạc với vị phụ trách của mỗi giáo phận và văn phòng tổng thư ký thượng hội đồng giám mục. Giai đoạn này, giáo phận sẽ kết thúc và một cuộc họp tiền công nghị đúc kết các đóng góp và gửi về thượng hội đồng giám mục liên hệ trong thời hạn được xác định. Giai đoạn thượng hội đồng giám mục. Các giám mục nhóm họp để khai triển thời kỳ phân định, lắng nghe điều Chúa Thánh Linh khơi lên trong các giáo phận được ủy thác cho các vị và tổng hợp những ý kiến đóng góp. Tổng hợp này được gửi về văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục cùng với những đóng góp của mỗi giáo phận trước tháng 4 năm 2022. Họ cũng sẽ nhận được những đóng góp của các bộ tòa thánh, các đại học, hiệp hội các bề trên dòng, các phong trào. Sau khi nhận được các tài liệu đó, văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục sẽ thảo tài liệu làm việc đầu tiên và sẽ được công bố vào tháng 9 năm 2022, rồi gửi đến các giáo hội địa phương. Giai đoạn châu lục, giai đoạn đại lục và hành trình Thượng Hội đồng Giám mục kéo dài cho đến tháng 3 năm 2023, mục đích là để đối thoại với các đại lục về tài liệu làm việc thứ nhất và thực hiện thêm sự phân định dưới ánh sáng đặc điểm của văn hóa của mỗi đại lục. Mỗi liên hội đồng giám mục miền sẽ cử một vị đặc trách trước tháng 9 năm 2022, với nhiệm vụ làm người tham chiếu cho các Thượng Hội đồng Giám mục Đại Lục và Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Trong các khóa họp của Liên Hội đồng Giám mục miền sẽ thảo ra một văn kiện chung kết để gửi về Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục trước tháng 3 năm 2023. Đồng thời các khóa học Đại Lục cũng tiến hành các đại hội quốc tế và các chuyên gia để họ đóng góp và tài liệu làm việc thứ hai sẽ được soạn thảo và công bố dự kiến vào tháng 6 năm 2023. Giai đoạn Hoàng Vũ, các giám mục họp tại Roma. Hành trình dài này muốn biểu lộ việc thực thi đoàn thể tính của hàng giám mục trong việc thực thi công nghị tính và sẽ đạt tới cao điểm vào tháng 10 năm 2023 với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở Roma, theo các thủ tục đã được ấn định trong tông hiến Episcopalis Communio, hiệp thông giám mục do Đức Thánh Cha Francisco công bố vào năm 2018. Tin giáo hội tại Ba Lan, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 vui mừng vì Ba Lan còn các tiểu chủng viện.
Trong lá thư đề ngày 7 tháng 5 năm 2021 gửi đến tiểu chủng viện của Tổng giáo phận Czestochowa, Ba Lan, Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 nói rằng Ngài vui mừng khi thấy sức sống của tiểu chủng viện này, trái ngược với sự biến mất của các tiểu chủng viện ở Đức. Tiểu chủng viện của Tổng giáo phận Czestochowa đã nhận được thư của Đức Biển Đức thứ 16 nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Trong thư trả lời thư của Giám đốc chủng viện Czestochowa, Đức Biển Đức nói là lá thư từ chủng viện đã mang niềm vui lớn đến cho ngôi nhà của Ngài. Thật là điều tuyệt vời khi thấy Ba Lan vẫn tươi nở những điều đang được tàn lụi ở Đức. Thư của Giám đốc chủng viện kèm với các tài liệu nhắc lại các quá khứ khi Đức Nguyên Giáo Hoàng còn là một học sinh tại tiểu chủng viện Schulten tại Đức. Những tài liệu này chắc chắn đã khiến Đức Nguyên Giáo Hoàng cảm động. Đức Biển Đức bắt đầu đời sống tu trì từ năm 12 tuổi cùng với anh trai là Georg Ratzinger, người đã qua đời vào ngày 1 tháng 7 năm ngoái, gia nhập tiểu chủng viện của Bavaria. Hiện nay, hầu như không còn tiểu chủng viện nào ở Đức. Trên trang web của tiểu chủng viện có hình minh họa Đức Giáo Hoàng Biển Đức đi bộ bên cạnh Đức Ông, Georg Ratzinger, bào huynh của Ngài. Đức Biển Đức nói, tôi đặc biệt thích minh họa cho thấy anh trai tôi và tôi nói về chủng viện. Trong hình minh họa, Ngài hồi tưởng về thời gian của hai anh em tại một tiểu chủng viện của Bavaria, miền nam nước Đức. Đáp lời, Đức Ông Gerard tự hỏi liệu ngày nay có còn nơi nào như vậy không? Dưới chân tấm hình minh họa có viết, thực tế là có. Hãy đến mà xem, tiểu chủng viện của Tổng giáo phận Czestochowa kính mời quý vị. Trong thư, Đức Biển Đức cũng cảm ơn lời mời Ngài đến viếng thăm tiểu chủng viện của Tổng giáo phận Czestochowa. Ngài nói, cho dù tuổi tác và tình trạng sức khỏe của tôi không cho phép tôi có thể đến thăm trực tiếp được nữa, thì tôi vẫn là khách của anh em với trái tim của tôi. Một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ đến đây là hết. Xin quý vị tiếp tục đón xem và ủng hộ kênh truyền thông giáo phận Phú Cường. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.